Xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Hoàn Tích. Trong video buổi trường hôm nay thì em Trường lên đây giao lưu đến cho anh em là một cái mẫu sản phẩm đồng hồ đến từ thương hiệu Orenstar, và dòng này là một trong những dòng khá là cổ đấy. Chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một cái form kiểu dáng, một cái model rất là đẹp anh em nhé. Và với phiên bản này thì anh em có thể thấy là với những phiên bản đời mới ấy, thì nó được bán chạy rất là nhiều đó, kể cả những cái form từ giá bình dân nhất cho đến những cái thiết kế và trang bị nó cao cấp nhất trên những chiếc đồng hồ Orenstar hoặc là Oren ấy, thì nó đều đi nhanh em nhé, đều đi hàng rất là nhanh đó. Và trước mắt các bác ngày hôm nay đó chính là một chiếc phiên bản Orenstar với một phiên bản form bình điệu anh em nhé, đó kiểu dáng dùng bình điệu đó, rất chi là đẹp đó. Rồi chúng ta sẽ có là với chiếc đồng hồ này thì ngày trước em bán, em có giao lưu với một anh khách đâu đấy tầm hơn một năm một tí, tầm một năm ba tháng đó, thì anh khách này có bán lại đấy, tại vì nhu cầu tài chính nên là anh ấy muốn bán lại cho em về cái phiên bản này. Và hiện tại em đang gửi đến cho anh em một cái mức giá rất tốt về chiếc đồng hồ này, chỉ có là 4 triệu 8 thôi anh em nhé, 4 triệu 8 để anh em sở hữu cho mình cái phiên bản này đó. Thì với cái mức giá trị ngày trước thì ngày trước em đang bán với phiên bản này chỉ có là 12 triệu thôi đó. Ngày trước thì với cái thời điểm đấy thì em bán cũng rất là rẻ rồi anh em nhé đó, và 12 triệu mà bây giờ anh em có một chiếc hàng qua sử dụng nhưng tình trạng còn rất là đẹp như thế này mà chỉ có là 4 triệu 8 thì em nghĩ rằng là nó cực kỳ là hơi để cho anh em có thể cân đối. Và đặc biệt hơn về cái form dáng kiểu dáng như này thì thật sự với anh em là nó rất là đẹp khi mà chúng ta lên tay. Đây em sẽ lên đo kích thước xe mặt cho anh em xem nhé. Kích thước xe mặt của phiên bản này đó chính là 35 này, 35.3. Rồi đây cái tu lắc của phiên bản này đó chính là 45, độ dày là 12.2. Thì với cái kiểu dáng như thế này anh em cổ tay đâu đấy từ tầm 15.5 độ lên là anh em đeo được phiên bản này. Và đặc biệt hơn thì anh em có thể thấy với đối với cổ tay của em Trương này, cổ tay 16 nhá, đây cho mình phiên bản này rất chi là đẹp đó, với những chi tiết demi vàng. Mặt đeo phiên bản này mặt đeo màu vàng luôn anh em nhé, màu trắng ngà đó, màu trắng ngà rất đẹp đó, có những chi tiết trên mặt đeo tạo nên một cái phong cách cổ điển đó nhất định cho chiếc đồ này. Rồi chúng ta sẽ có đấy là tất tần tật về cái những cái thông tin cơ bản của chiếc đồng hồ này. Rồi chúng ta sẽ đi đến với cái thiết kế nhá. Phiên bản này chúng ta sẽ có là thiết kế hai kim chính là kim giờ, kim phút nhá. Kim của phiên bản này là kim thiết kế mắt ngỗng rất đẹp và được sơn xanh. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là một cái sắp đều được đặt ở góc 5 giờ nhá, sắp đều vào kim dây anh em nhá. Đó, kim dây anh. Rồi ở đây chúng ta sẽ có là Orenstar này, logo thương hiệu, chi tiết cái vân vân kẻ xoáy đồng tâm ở trên, ở trong cái phần lòng trong của mọi tay của phiên bản này. Ở bên ngoài thì được phay trơn đó, và có hiệu ứng chạy tia, và có các phần kim cọc của phiên bản này, kim cọc giờ La Mã. Thì với cái form kiểu dáng form bình điệu như này rồi ấy, mà nó còn thiết kế thêm cái kim cọc giờ La Mã nữa thì anh em trông nó rất là cổ điển đúng không ạ, cực kỳ là cổ điển luôn. Rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái ô linh ngày nhá, được đặt ở hướng góc khác 3 giờ này đó, những chi tiết rất đẹp, rất là hài hòa trên chiếc đồng hồ này. Ở đây chúng ta sẽ có phiên bản Japan đó, và cỗ máy của phiên bản này là cỗ máy in-house 40S63. Thì với cỗ máy này ấy, thì nó sẽ có đầy đủ những công năng hỗ trợ đi kèm như lên cót tay này, dừng kim dây khi chỉnh giờ, tần số hoạt động là 21.600 và độ tích cót là 40 tiếng, anh em sử dụng thoải mái nhá. Cỗ máy cũng cực kỳ bền bỉ khi mà trang bị cho mình một cái cỗ máy in house. Rồi với chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ có là phần thân vỏ, đây cho anh em xem lướt qua một vòng phần thân vỏ nhá, còn rất là mới. Thật sự với anh em là anh khách này đeo cũng rất là giữ gìn, cho nên là anh em nhìn này, nó cực kỳ là mới luôn về cái phần thân vỏ đấy. Để mà nói bỏ ra mức giá 4 triệu 8 mua phiên bản này thì hiện tại bây giờ rất là hời. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây da ở phần cái 6 màu nâu, màu nâu nhá, cái khóa thông minh này, khóa thông minh cũng được làm với tông màu và PVD màu vàng gold. Ở phần chi tiết đáy của phiên bản này cũng có đầy đủ những thông tin cần thiết cho anh em như là stainless steel này, water system này,
Rồi đây chúng ta sẽ tôi sẽ tìm phiên bản này là 50 mét nước nhá. Orange Quartz rồi mới in ra 3 bản nội địa. Đó, đầy đủ những thông tin, anh em có thể thấy bố văng của chiếc đồng này cũng cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Những chi tiết nội cơ skeleton rất đẹp luôn. Rồi, mức giá để anh em tham khảo phiên bản này là chính là 4 triệu 8, tình trạng là hàng qua sử dụng, notebook anh em nhé, notebook rất đẹp. Anh em quan tâm về dòng này thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số online 0969 7782, em sẽ người tư vấn trực tiếp cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn lại anh em ở những chiếc video tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn.